Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm và làm việc các tỉnh Nam Trung Lào hôm nay ngày 6 tháng 7, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đến thăm làm việc với tỉnh Champa Sak, Lào. Cùng dự có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Lào Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh trưởng tỉnh Champa Sak, Vị La Vong Budakham chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh trưởng Champa Sak, Vị La Vong Budakham đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, thể hiện tình cảm mối quan hệ khăng khít ngày càng đi vào chiều sâu của hai đảng, nhà nước và hai địa phương. Bí thư Tỉnh trưởng Vị La Vong Budakham gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc luôn quan tâm, động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Champa Sak. Sự quan tâm của Chủ tịch nước càng làm tăng thêm mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết gắn bó keo sơn của hai nhà nước. Bí thư Tỉnh trưởng Vị La Vong Budakham kiến nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường hợp tác lĩnh vực thương mại đầu tư, xây trung tâm thương mại tại tỉnh, phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm để quảng bá hàng hóa của hai nước, hai địa phương để kết nối, hội nhập hàng hóa với các nước lân cận, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sang Champa Sak khảo sát, đầu tư ở các lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị xây dựng kho chứa hàng hóa trung chuyển sang nước thứ ba, hỗ trợ đẩy mạnh kinh tế số. Bí thư Tỉnh trưởng Vị La Vong Budakham bày tỏ cảm ơn đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm hỗ trợ tỉnh Champa Sak, mong muốn tình hữu nghị giữa hai nước, hai địa phương tiếp tục phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Chúc cho mối quan hệ giữa hai nhà nước Lào Việt Nam nói chung, tỉnh Champa Sak và thành phố Đà Nẵng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Champa Sak. Nhấn mạnh đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào, trong đó có quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Champa Sak. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Champa Sak và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành tỉnh trong việc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất kế hoạch tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian đến giữa hai địa phương giai đoạn 2023-2027. Theo đó, mỗi năm, thành phố Đà Nẵng cấp học bổng toàn phần cho tỉnh Champa Sak gồm 5 học bổng bậc đại học, 3 học bổng bậc cao học, cấp học bổng bán phần 50% cho tỉnh Champa Sak gồm 4 học bổng bậc đại học, 4 học bổng bậc cao học. Mỗi năm, thành phố Đà Nẵng cấp 2 học bổng toàn phần bậc đại học cho con em Hội người Việt Nam tỉnh Champa Sak học tại trường học sư phạm. Cán bộ sinh viên tỉnh Champa Sak sang học tại Đà Nẵng phải có chứng chỉ tiếng Việt do Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Champa Sak cấp. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị hai địa phương tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai địa phương, lấy thương mại để thúc đẩy, để dẫn dắt đầu tư. Và tin tưởng khi thương mại thông thương được tốt, doanh nghiệp hai địa phương sẽ tìm đến đầu tư, góp phần phát triển kinh tế. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thống nhất các đánh giá về quan hệ hợp tác giai đoạn 2018-2022, trong đó nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy những lĩnh vực đã làm tốt như đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tỉnh một số hạ tầng trong giáo dục. Những nội dung chưa hoàn thành, hai địa phương chỉ đạo để khắc phục những hạn chế, cùng nhau hướng đến giai đoạn mới 2023-2027. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đánh giá cao các ý kiến đề nghị của Bí thư Tỉnh trưởng Vị La Vong Budakham, trân trọng mời lãnh đạo tỉnh có chuyến thăm thành phố trong thời gian thích hợp. Tại buổi làm việc, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực giai đoạn 2023-2027, cùng các lĩnh vực trao học bổng, hợp tác dạy tiếng Việt cho người Lào, hỗ trợ học tập kinh nghiệm ngắn hạn giai đoạn 2023-2027, hợp tác trong công tác chỉnh trang đô thị, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Công Thương tỉnh Champa Sak. Dịp này, thành phố Đà Nẵng đã tặng văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh và các sở ngành 30 máy tính bảng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội.